Hello, xin chào các bạn, mình là Duy. Hôm nay mình xin chia sẻ ba cái cách mình thường dùng để lấy connection string. Thì cách thứ nhất là các bạn tạo một cái file là có cái đuôi mở rộng là udl, ví dụ như đây tôi đổi đuôi là udl. Rồi thì các bạn double click vào thì đây nó sẽ hướng tới một cái data link properties. Thì ở đây các bạn chọn cái provider mà các bạn kết nối, thì đây tôi chọn cái SQL Server. Ở đây tôi gõ cái server name của tôi là địa chỉ như thế này. Thì cái này là các bạn lấy ở đâu thì các bạn vào trong SQL Server. Từ đây tôi dùng SQL Server 208. Đây, cái này các bạn nhập username và password. Của đây là mặc định của nó là SA, password là của tôi là 12456. Rồi đây các bạn chọn cái database. Xin lỗi, máy tôi hơi chậm tí. Đây ví dụ như chọn database, xong rồi để test connection này các bạn bấm vào đây. Nếu mà chọn success thì nghĩa là thành công, rồi các bạn bấm ok. Như vậy là xong. Cách một đó, thì lúc nãy là tôi lấy cái tên này nằm đây nè. Nếu các bạn không không nhớ thì các bạn vào đây các bạn xem. Rồi xong rồi, bây giờ các bạn mở cái file này lên để lấy connection string. Thì các bạn mở thế nào? Open with, các bạn open with là các bạn mở bằng Notepad. Đây đây với là cái connection string. Rồi xong, đây là cái bước thứ nhất. Giờ tôi delete file này nha. Rồi xong, cái cách thứ hai là các bạn rất là đơn giản, thì các bạn vào cái Server Explorer của Visual Studio. Hiện tôi đang dùng là Visual Studio 2010. Sao máy chậm thế không biết. Rồi các bạn vào Add, chọn cái Data Connection, các bạn click phải với các bạn chọn Add Connection. Thì đây nó sẽ hiển thị ra cái hộp thoại giống như hồi nãy luôn. Bây giờ các bạn chọn là Duy đây. Rồi này là SA. Cái này là khi mà các bạn cài SQL Server vô thì các bạn sẽ thiết lập cái lúc mà trong cái quá trình cài thì nó sẽ yêu cầu các bạn thiết lập cái tài khoản này. Thì mặc định của nó là SA, còn password là các bạn tự đặt. Còn của tôi là 12456. Còn không thì các bạn sử dụng use cái Windows Authentication, là cái này là dùng của Windows thì không có mật khẩu gì cả ha. Rồi bấm vào Save My Password. Còn cái này thì chúng ta sẽ chọn cái database, ví dụ chọn database bất kỳ đi, rồi Test Connection. Nếu mà nó success có nghĩa là thành công, các bạn ok. Xong chúng ta bấm ok. Thì lúc này chúng ta cũng chưa thấy được cái connection của mình đâu. Thì các bạn click phải vào cái thằng mà mình mới tạo á, các bạn chọn Properties. Thì đây nó sẽ hiển thị ra cái connection này, các bạn bấm Ctrl A, các bạn bấm Ctrl C. Ui, chúng ta dán vào một cái file bất kỳ, chúng ta xem, ví dụ như để tôi mở đại trình duyệt. Tôi dán đại đây đi. Đây thì đây là cái connection của chúng ta. Đây nó có là data source tức là cái tên server name á. Đây là cái tên máy của tôi sạc Duy, là cái một cái instance của cái SQL Server là Duy nè. Còn này cái PC, Duy Duy gạch PC là cái tên máy thôi. Có đây initial catalog có nghĩa là database name. Còn cái permission security info, persist security info này là bảo mật. Cái này chúng ta không quan tâm lắm ha. Còn này là user ID bằng SA là cái username á. Còn password là này nó đã mã hóa cái này thành dấu sao rồi, nhưng mà khi chúng ta mà sử dụng nó thì chúng ta sẽ chuyển gõ cho nó đúng 123456, ví dụ vậy. Đây là cái connection. Như vậy là xong cách thứ hai. Còn cách thứ ba, giả sử các bạn không biết gì hết, các bạn vào Google các bạn gõ tìm cái trang đó là connection string. Đây nó hiện ra cái trang connection string, các bạn bấm vào.
Rồi các bạn chọn cái phiên bản làm việc, ví dụ tôi là đang xài SQL Server 208 thì các bạn bấm vào đây. Xong rồi ở đây nó sẽ hiện ra hàng loạt các connection string thông dụng nè. Đây là có network, net framework, data provider. Đây là cái này chuẩn nè, thì các bạn copy nè. Ở dưới này nó có nhiều cái cách sử dụng cái cách mà cái connection string khác nhau, thì các bạn có thể xem rồi các bạn copy, các bạn sử dụng. Như vậy là đã xong ba cách sử dụng connection string, hoặc ba cách tìm tìm kiếm connection string để sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào các bạn.